trong sáng nay thì đại sứ Việt Nam Trần Thành Công sẽ tiếp tục làm việc và tìm hiểu thêm thông tin về tình hình người Việt tại đây. Dù hiện nay chỉ còn khoảng 50 người đang sống và làm việc ở Liban, do đang trong mùa dịch Covid-19, việc di chuyển khó khăn nên trước mắt đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập sẽ thường xuyên liên lạc qua nhiều kênh ở Liban để nắm tình hình. Trong trường hợp cần thiết liên quan tới bảo hộ công dân, đại sứ Trần Thành Công khẳng định sẽ trực tiếp sang Liban để giải quyết và hỗ trợ công dân. Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Thạch về cuộc trao đổi này. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Mexico vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Do vậy, Mexico đã quyết định thời điểm bắt đầu năm học mới 2020-2021 và học sinh sẽ tiếp cận các bài giảng thông qua phát thanh và truyền hình. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mexico, ông Esteban Moctezuma đã ra thông báo năm học mới 2020-2021 sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 tới thông qua truyền hình do tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến xấu. Theo đó, học sinh tất cả các cấp sẽ học trực tuyến, các chương trình học sẽ được phát trên các kênh truyền hình lớn của Mexico cho đến khi tình hình dịch ở nước này được kiểm soát. Các trường học được phép mở cửa trở lại. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mexico nói: "Chúng tôi rất muốn mở cửa lại trường học, tuy nhiên mối lo ngại về sức khỏe vẫn còn rất cao. Với tình hình bây giờ, chúng tôi buộc phải kiên nhẫn. Những gì xảy ra ở các nước như Israel, Hàn Quốc, Anh hay là Pháp cũng có thể xảy ra nếu chúng tôi cố gắng mở cửa trở lại các trường học và sau đó lại phải đóng cửa. Tổng thống López Obrador đã đồng ý cho ký thỏa thuận dạy học trực tuyến với 4 đài truyền hình quốc gia, đó là Televisa, TV Azteca, Imagen và Multimedios. Các đài này có thể đưa bài giảng tới 30 triệu học sinh thuộc 16 trình độ khác nhau." Ông Moctezuma cho biết, hình thức học ở nhà thông qua truyền hình là lựa chọn nhằm đảm bảo cho học sinh mọi cấp tiếp tục tiếp cận với giáo dục trong mùa dịch. Chính phủ đã đạt được thỏa thuận với các kênh truyền hình lớn nhất để đảm bảo thời lượng phát sóng. Những học sinh không có điều kiện tiếp cận với các bài giảng trên kênh truyền hình có thể nghe giảng qua đài phát thanh. Các đài truyền hình đã cam kết sẽ phát sóng đầy đủ các bài giảng tới các học sinh của Mexico. Ông Benjamin Salinas, giám đốc của đài truyền hình TV Azteca cho biết: "Thông qua kênh truyền hình của chúng tôi sẽ đưa các bài giảng đến với tất cả học sinh Mexico. Chúng tôi sẽ thực hiện rõ cam kết của mình với chính phủ Mexico." Trước đó, Bộ Giáo dục Mexico đã quyết định hủy các kỳ thi chuyển cấp và thay bằng hình thức xét tuyển thông qua điểm trung bình các năm học. Không chỉ giáo dục mà tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của Mexico đều chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19. Tính tới thời điểm hiện tại, Mexico vẫn đang là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong và đứng thứ 6 thế giới về số người mắc bệnh. Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo đại diện siêu thị Co.op Hà Nội và siêu thị Big C, lượng khách đến mua hàng trong mấy ngày gần đây có tăng. Hiện nguồn cung hàng hóa tại các điểm bán hàng của các siêu thị vẫn đáp ứng đủ nhu cầu. Các doanh nghiệp phân phối bán lẻ đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần so với trước để đảm bảo cung cấp hàng hóa cho người dân. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc siêu thị Co.op Hà Nội cho biết: "Trong cái đợt tái diễn cái dịch bệnh COVID-19 thì chúng tôi đã chuẩn bị cái lượng hàng rất lớn, lên đến 200% so với cái đợt dịch bệnh trước. Cũng mắc chúng tôi thì chuẩn bị tất cả những cái hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm tươi sống hàng ngày để luôn luôn đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng." Theo báo cáo của Sở Công Thương, các địa phương, công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân đã được tái khởi động trở lại theo các phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu của địa phương tương ứng với các kịch bản cấp độ của dịch bệnh đã được xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội, ngay khi có các chỉ đạo của Bộ Công Thương và thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp thương mại chủ động rà soát lại phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa, chủ động phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Khi mà dịch bùng phát trở lại thì người dân Hà Nội đã bình tĩnh hơn và tin tưởng hơn vào cái sự chỉ đạo của chính phủ cũng như của thành phố Hà Nội và hướng dẫn trực tiếp của Sở Công Thương. Hàng hóa thì đã phục vụ đầy đủ cho người dân thủ đô, do đó là người dân đã yên tâm và không còn cái tình trạng đổ xô đi mua hàng.
Thời gian tới, Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình giá cả, thị trường hàng hóa tại các địa phương để kịp thời chỉ đạo ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định. Qua công tác phối hợp kiểm tra giám sát thì chúng tôi thấy rằng các cái sở công thương phối hợp với các sở ban ngành liên quan, các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị được lượng hàng dự trữ, đặc biệt là các cái mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Và chúng tôi nghĩ rằng là với cái sự chuẩn bị tích cực của các địa phương, các doanh nghiệp và sự chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành, chắc chắn là khi hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng sẽ được đảm bảo trên địa bàn toàn quốc. Hiện nay, theo phản ánh của các sở công thương các tỉnh, thành phố, tình hình thị trường tương đối ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, mua gom tích trữ lương thực thực phẩm. Lượng hàng hóa, nhất là những hàng hóa thiết yếu, đã được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, kể cả khi dịch bệnh bùng phát ở cấp độ cao nhất. Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự Chiều. Ngay sau đây, chúng tôi gửi tặng quý vị bài hát Hoàng Hôn Tháng 8, một sáng tác của Phạm Toàn Thắng qua giọng hát của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Như thế này này, tình yêu là thử thách, tức là chúng ta hãy cứ yêu đi, cứ đau khổ đi. Em từ ngày cô bạn em mang bầu nữa hả? Đấy thì nó cũng đỡ, mới đây thì cách đây khoảng độ 2 tháng, 3. Mỗi người bốn khẩu trang vải. Sẽ nhận được hàng trăm nghìn kết quả với những bài viết giới thiệu. Ơi, đang uống bao bao toàn thế thì cho vợ xin xỏ tí nhé. Lương tâm bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta thật tốt. Và sau sự rút lui của ông Cấn Văn Nghĩa hồi tháng 6 năm ngoái. Cái niềm vui do cách mạng mang lại. Bây giờ là không yêu đương, không có chồng con gì hết, mất hết niềm tin vào đàn ông rồi. Bởi vì là thực ra là cũng dễ hiểu cho cô ấy thôi. Bởi vì là cô ấy đã trải qua quá nhiều những niềm đau rồi, quá nhiều những sự phũ phàng từ chính người yêu của cô ấy rồi. Bởi vậy nên cái việc mất niềm tin là khó để mà tránh khỏi. Thế nhưng mà thôi thì hy vọng là trò chuyện với những con người lạc quan như là anh Đình Quang, như là Kiều Trang nữa, thì tất cả chúng ta sẽ có thể lấy lại được niềm tin. Và đặc biệt là trong tình yêu, một gia vị trong cuộc sống không thể thiếu được, đúng không anh? Chính xác là như vậy. Và không biết là bạn khán giả tiếp theo của chúng ta sẽ có những cái quan điểm cũng như là suy nghĩ như thế nào về người yêu cũ đây. Và ngay lúc này đây thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn thính giả may mắn thứ hai của chúng tôi. Alo ạ. Alo, em chào. Hai chị đẹp ạ. Anh Quang xinh đẹp, chào lại bạn đi kìa. Rồi, anh Quang xinh đẹp xin được chào em gái nhá. Rồi, em hãy giới thiệu một chút về bản thân mình đi nào. Em buồn với anh Quang quá ạ. Sao? Thế mới bắt đầu chương trình đổi với anh Quang rồi. Bao nhiêu lần mà đúng quên em rồi. Bắt lỗi anh Quang đi. Này anh Quang nhá, anh Quang là chỉ nhớ người yêu cũ thôi. Tức là các cô người yêu cũ là cô nào cũng nhớ. Thế thôi bây giờ giới thiệu cho chị Kiều Trang đi nào, em là ai nào? Mặc xác cái anh đấy. Dạ, anh chị em cô bé hay cười. À, cậu ạ. Rồi, thế này thì lại trách mỗi anh Đình Quang mà lại không trách chị Kiều Trang là sao nhở? Bởi vì là bạn này là kết nối trong chương trình Kiều Trang và Đình Quang dẫn mà đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy, thế là quan tâm mỗi anh Đình Quang thôi. Không ạ, tiền trước đây à, em không trách chị, nhưng mà vì lần trước chị đã nhớ em rồi nên tiền này em không trách đâu ạ. À. Em trách anh Đình Quang thôi vì mấy anh Đình Quang cũng không nhớ em rồi ạ. Đấy nhá, bây giờ xem lại.